chiều ngày 16 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2018. Theo Ban tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2018, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc hội chợ diễn ra lúc 18 giờ ngày 1 tháng 6 và lễ bế mạc vào ngày 7 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên cơ bản đã hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, có 149 doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký tham dự hội chợ với 362 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông thủy sản, hàng tiêu dùng, may mặc, dụng cụ gia đình, giày dép, máy móc thiết bị, công nghệ phẩm, đồ gỗ, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, đặc sản các vùng miền, vân vân. Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2018 được xem là cơ hội tốt để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, khai thác thị trường, phát triển kinh doanh, xây dựng chi nhánh và đại lý tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nước bạn Campuchia.